Thưa quý vị, thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố khắp lãnh thổ Ukraine bị cắt điện, nước sạch sau đợt tấn công bằng hơn 70 tên lửa hành trình được phóng đi từ tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược của Nga. Theo Reuters, Guardian, ANTD, đối phương tấn công bằng 22 tên lửa hành trình Kalib từ các tàu của hạm đội Biển Đen. Tuyên bố của lực lượng không quân Ukraine hôm 5 tháng 12 năm 2022 cho hay. Bên cạnh đó, 38 tên lửa hành trình 101555 đã được phóng từ 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-95M từ biển Kaspi và Volgodonsk, vùng Rostov, lực lượng không quân Ukraine cho biết thêm. Ngoài ra, Ukraine còn bị tấn công từ Biển Đen bằng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 với 3 tên lửa hành trình, cũng như máy bay chiến đấu Su-35 với 6 tên lửa dẫn đường. Ngoài ra còn một số tên lửa khác, lực lượng không quân Ukraine nhấn mạnh. Tổng cộng, hơn 70 tên lửa đã được phóng đi. Lực lượng không quân Ukraine ước tính số tên lửa Nga đã bắn vào Ukraine hôm 5 tháng 12. Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ hơn 60 tên lửa của Nga, tuy nhiên một số tên lửa vẫn đánh trúng mục tiêu. Kiev cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5 tháng 12 cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong đợt tập kích bắn tên lửa hành trình của Nga, đồng thời nói thêm rằng, phòng không Ukraine đánh chặn phần lớn trong hơn 70 tên lửa đã phóng vào lãnh thổ nước này. Nhiều khu vực sẽ phải cắt điện khẩn cấp. Chúng tôi đang làm mọi thứ để phục hồi ổn định. Ông Zelensky nói Kiev là một trong những khu vực chịu tình trạng mất điện nhiều nhất. Tôi muốn cảm ơn lực lượng phòng không, các kỹ sư năng lượng và người dân của chúng tôi. Lực lượng phòng không đã đánh chặn hầu hết các tên lửa. Các kỹ sư điện lực đã bắt đầu khôi phục điện. Người dân của chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu. Ông Oleg Kuniber, tỉnh trưởng tỉnh Kiev với hơn 3 triệu dân, thông báo 40% hộ gia đình tại khu vực đã bị mất điện sau đòn tập kích. Ông cũng ca ngợi phòng không Ukraine khi nói rằng chưa ghi nhận hậu quả nghiêm trọng sau cuộc không kích. Odessa dường như là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau đòn tập kích tên lửa của Nga. Ông Maxim Machenko, người đứng đầu chính quyền Odessa, cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực này đã bị hư hại và các tòa nhà dân sự cũng bị tên lửa Nga tấn công, khiến 2 người bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái, UAV từ thời Liên Xô để tấn công 2 căn cứ oanh tạc cơ chiến lược. Phía Nga tuyên bố đáp trả bằng đòn tấn công lớn nhằm vào hệ thống chỉ huy quân sự và các mục tiêu liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng, trung tâm thông tin liên lạc và đơn vị quân đội. Moscow cho biết đã sử dụng tên lửa hành trình chính xác cao phóng từ máy bay và tàu chiến, đánh trúng 17 mục tiêu được chỉ định. Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine vừa bắt đầu giai đoạn cắt điện luân phiên, thay vì cắt điện khẩn cấp sau đòn không kích lớn chưa từng thấy của Nga hôm 23 tháng 11. Công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK thông báo phải ngắt một nhà máy khỏi lưới điện, hạn chế nguồn cung năng lượng và sưởi ấm. Ngoài ra cho biết thêm, cơ sở của họ đã bị tập kích 17 lần trong 2 tháng qua. Nga từ tháng 10 bắt đầu tập kích hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng tập kích của Nga, khiến người dân bị cắt điện và hệ thống sưởi suốt nhiều giờ giữa thời tiết dưới 0 độ C. Ukraine nói các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng là tội ác chiến tranh, cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường và bẻ gãy ý chí của nước này. Trong khi đó, Moscow giải thích rằng họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev. Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Mỹ, NATO đang trực tiếp tham gia cuộc chiến ở Ukraine khi cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine trên lãnh thổ các nước NATO. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hãy giúp kênh phát triển bằng cách đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của chúng tôi, và đừng quên nhấn nút like và share bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé.